Đây là giống bưởi diễn xịn của Hà Bình Ngon. Cây này giá 35.000 một cây. Cây rất là đẹp. Xin chào quý vị và bà con. Hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2020. Thì hiện tại Hà Bình Ngon vẫn đang đánh cây giống cho khách hàng ở Lai Châu. Đây là giống bưởi diễn này, cây rất đẹp. Bà con có thể nhìn thấy cây này là cao 1 mét, hơn 1 mét rồi. Gốc cực kỳ đẹp luôn đây bà con để ý. Đây khách hàng của Hà Bình Ngon đang xem và đang gửi video về cho bố mẹ ở nhà. 5 mét nhân 5 mét một cây. 5 mét một cây ạ. Ừ, 5 mét, hàng cái hàng 5 mét. Vâng. Đấy. Nghĩa là như thế này luôn đấy anh. Đúng rồi. Nó kiểu như này này. 5 mét một cây, nghĩa là 5, đây này, 5 hàng nhá. Nhân 5 mét. Hàng 4.000 hàng này. Đây này đấy, hàng hai cây này. Cứ 5 mét nhân 5 mét một cây. 5 năm. Vâng. Hàng cái hàng 5 mét. Đây này. Có quả ở đấy. Cây bé tí này nó có quả ngay mà. Bưởi lấy giống bằng mắt ghép cây già và cây giống chuẩn nên là có quả nhanh lắm. Đây này, bé tí nó có quả ngay. Còn đây là cây bưởi Tam Hồng, cây 1 năm tuổi của Hà Bình Ngon. Thì cho đến thời điểm này bây giờ là được 6 tháng, cây Hà Bình Ngon trồng được 6 tháng rồi. Bắt đầu khoảng cuối tháng 8 âm lịch trở đi thì vào mùa thu đông thì Hà Bình Ngon sẽ bắt đầu xuất giống cây 1 năm tuổi này. Thì cây này nó lúc đấy nó vào thời tiết mát mẻ rất là đẹp. Còn bây giờ đang thời tiết nắng, chỉ có một số vùng như Sơn La, Lai Châu thì đang vào mùa mưa. Thời tiết mát đẹp thì người ta mới lấy giống tầm này. Bởi vì tùy theo từng vùng, còn ví dụ vùng khu vực Hà Nội các tỉnh lân cận đây thì thời tiết rất là nắng. Thì chúng ta nên để đến cuối tháng 8, tháng 9, tháng 10, 11, 12 âm lịch chúng ta mua giống. Còn những cái vùng Sơn La, Lai Châu, Mộc Châu thì bây giờ đang vào mùa mưa, thời tiết đẹp thì người ta mới lấy giống bây giờ. Cây của Hà Bình Ngon là được cắt tỉa tạo tán đây này. Cắt tỉa tạo tán như này để ra nhiều nhánh, nhiều nọc để sau ra quả nhiều. Đấy, thì cây rất là sạch bệnh. Bà con nhìn là cây Hà Bình Ngon làm rất là sạch bệnh. Đây. Đây toàn Tam Hồng, đây còn có cây Tam Hồng 1 năm tuổi. Rất là to đẹp này. Đấy, cái Tam Hồng này đẹp, gốc nó to còn tiếp 27. Này, gốc to còn tiếp 27. Đây lô này của anh chắc để sau. Biển 25 là biển Lai Châu à? Mộc Lai Châu. Tây Bắc. Đây bà con nhìn cây giống của Hà Bình Ngon đánh lên cho khách này, cây cực kỳ đẹp luôn, sạch bệnh, gốc rất là to khỏe. Này. Đây là giống bưởi diễn xịn.